Hello, chào tất cả các anh em đam mê bài chim ha. Và chào mọi người đang xem video của mình luôn nha. Thì cũng lâu quá rồi anh em, mình không có làm máy băng nha anh em. Thì hôm gà giờ cũng 3-4 năm rồi. Hôm nay có dịp anh Hữu ở bên Sóc Trăng có đặt hai cái. Thì mình cũng mới làm xong nè anh em. Giờ quay cho anh em xem chơi. Nói chung gà mẫu mã máy của mình á, thì máy băng thì lúc trước mình làm máy băng không à. Cái sau này mấy anh em yêu cầu làm máy thẻ nhiều quá rồi, cái mình ngưng làm máy băng lại nha anh em. Thì bây giờ thì mình cũng còn làm lại máy băng nữa. Thì anh em nào có cần máy băng hay là máy thẻ gì đó thì cứ alo cho mình ha. Số điện thoại thì mình để lên trên màn hình nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ test máy nha anh em. Đây là gạt tiếng nha nè. Bên này là tiếng nó hơi đục, hơi ấm. Bên này là tiếng nó nâng lên hơi lớn và nó hơi trong hơn. Thì anh em muốn hỏi bên nào cũng được. Bên đục này đi. Ở cúm núm thì đa số là anh em chọn bên đục. Ủa nè, nhanh chậm nha. Thì cái máy thì mình có tặng ảnh cái đầu từ HMS cái lồng SS. Cái đầu từ này là đầu từ SS nha anh em. Nói chung ra đầu từ này bây giờ nó hiếm lắm nha. Cái đầu từ này là gã trong cái từ thu băng ra nha anh em, chứ không phải là đầu từ mà SS mà mua ở bên ngoài đâu. Cái này là hàng gã nha. Thì một tí nữa mình sẽ đi giao cho ảnh luôn nha anh em. Tí nữa mình sẽ đi giao cho ảnh luôn. Thì ảnh ở bên Sóc Trăng ở hình như là Long Phú hay Tân Phú gì đó anh em ơi. Mình chưa có coi kỹ nữa, để hồi nữa mình coi rồi sẵn dịp mình đi qua bên Sóc Trăng lấy đồ anh em. Cái mình chạy qua bên ảnh giao cái máy này cho ảnh luôn á. Con cúm núm này là cúm núm đều nha anh em. Nói chung ra là con đều này là nó nổi tiếng một thời rất là lâu luôn, tới bây giờ nó vẫn còn ăn mạnh nha anh em. Kêu tiếng nó nghe vậy đó, nó không hay mấy nhưng mà nó lại đâm. Cái con đều này thì chỉ có SS nè, cái loại MS thôi, cái đầu từ chỉ hai đầu đó là quýnh ăn mạnh thôi. Hãy
chỉnh sao mà cho nó nghe ác ác vậy đó. Do mình để trong nhà nè thì nó giọng nó hơi ghè ghè cái loa nè. Có con gà gáy ở trong. Anh em chỉnh sao mà ra cái con gà gáy đó nó lớn rồi cái giọng nói chuyện đó, nó lớn lên là ok. Thôi video thì mình tết máy như đây thôi nha anh em. Thì cũng mình tranh thủ làm một cái máy thẻ nó rồi mình đi giao cái máy này luôn nha anh em. Rồi chào anh em ha. Có anh em nào cần máy băng hay máy thẻ thì cứ alo cho mình ha.